Hello, xin chào mọi người đã đến với kênh của tôi nha. Thì hôm nay nhân dịp được tặng cái áo này nè. Cái áo này có tên là USSH, tức là tiếng Anh đó. Đây nguyên dòng chữ cái này tiếng Anh, đó là tên của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Thì tại vì tôi được tặng cái áo này và cái trường này nó giới thiệu là nó có từ năm 1957, có nghĩa là cái trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn mà bây giờ ở Thành phố Hồ Chí Minh ở 12 đến Tuyên Hoàng á, là nó có từ trước giải phóng, tức là trước năm 1975. Và nhân dịp nhìn cái áo và cái tên trường này thì tôi muốn nói chuyện về cái nền giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Thì trước khi vào cái nền giáo dục đại học ở miền Nam trước năm 75 á, thì tôi cũng nhân cái trường này đó, thì tôi sẽ nói về cái lịch sử của trường này một chút. Đó là như cái trường này cho thấy là năm 1957 thì cái trường này có tên là Đại học Văn Khoa thuộc cái Viện Đại học Sài Gòn. Thì ngày xưa đó cái Viện Đại học Sài Gòn nó to lắm và trường này mang tên là Đại học Văn Khoa trực thuộc ở Đại học Sài Gòn. Sau 30 tháng 4 1975, thì từ năm 1976 cho tới năm 1996 thì trường này được mang tên là trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và đào tạo các ngành thuộc khối khoa học xã hội nhân văn. Và cái trường Đại học Tổng hợp ở ngoài quận 5 Nguyễn Văn Cừ thì đào tạo các khối ngành về khoa học tự nhiên. Thì đến ngày 30 tháng 3 năm 1996 thì theo quyết định Thủ tướng thì trường Đại học Tổng hợp mà ở 12 đến Tuyên Hoàng đó thì được chuyển tên thành trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Còn cái trường Đại học Tổng hợp ở ngoài quận 5 đó thì được đổi tên thành là trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Thì đó là lịch sử của trường này, và nhân cái lịch sử trường này thì tôi sẽ nói về cái nền giáo dục đại học ở miền Nam trước năm 75 xem coi nó như thế nào so với bây giờ. Mời mọi người cùng xem nhé. Thì trước năm 1975 thì chúng ta thấy ở hai miền và miền Nam, dù là cũng là đang trong thời kỳ chiến tranh, nhưng mà cái nền giáo dục đại học ở miền Nam trước 75 có thể xem như là đã gần hoàn chỉnh, bởi vì nó có được những cái thứ mà ngay cả cái nền giáo dục đại học bây giờ cũng không đạt được. Cái đặc điểm thứ nhất đó là về loại hình trường. Thì trước năm 75 về mặt loại hình thì ở miền Nam đã có các loại hình trường đại học khác nhau rồi. Thứ nhất đó là loại hình trường công lập, gồm có các cái trường như là Viện Đại học Sài Gòn, Viện Đại học Huế, rồi Viện Đại học Cần Thơ, Viện Đại học Quốc gia Thủ Đức, vân vân. Rồi nó có cái hệ thống trường tư thục do gọi là tư lập đó, mà bây giờ chúng ta gọi là trường đại học tư đó. Thì trước năm 75 đã có rất nhiều cái trường đại học tư rồi, thí dụ như Đại học Tư Minh Đức là do cái hội Minh Trí thành lập, rồi Đại học Viện Đại học Đà Lạt, rồi Viện Đại học Cao Đài, rồi Viện Đại học Long Xuyên. Và trong cái hệ thống đại học tư trước 75 thì các tôn giáo được phép thành lập cả đại học luôn nữa. Thí dụ như là trường Viện Đại học Đà Lạt là thuộc Giáo hội Công giáo, rồi Viện Đại học Vạn Hạnh trực thuộc Phật giáo. Đại học Vạn Hạnh là bây giờ cái cơ sở của nó nằm ở đường Lê Văn Sĩ đó, và bây giờ nó là cơ sở 2 của Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi có Viện Đại học Cao Đài ở Tây Ninh, rồi có Viện Đại học Hòa Hảo ở Long Xuyên nữa. Tức là trước năm 75 là các tôn giáo cũng được phép thành lập đại học rồi. Rồi có một cái loại hình trường đại học thứ ba, đó là trường đại học cộng đồng, gọi là Viện Đại học Cộng đồng Duyên Hải ở miền Trung, đó là đào tạo ở Phú Khánh, rồi là Ninh Thuận, rồi Khánh Hòa rồi đó. Và một cái Viện Đại học Cộng đồng nữa, đó là Viện Đại học Cộng đồng Tiền Giang, mà bây giờ là cơ sở của trường Đại học Tiền Giang bây giờ. Thì cái Viện Đại học Cộng đồng á, thì nó cũng là trường công lập và nó đào tạo 2 năm và ra trường có thể đi làm. Còn nếu mà muốn lấy hoàn chỉnh lên cái đại học á, thì sẽ vào các cái
đại học ở Sài Gòn, các cái viện đại học ở Sài Gòn để mà hoàn thành thêm 2 năm nữa để lấy cái bằng đại học hoàn chỉnh. Và cái viện đại học cộng đồng nó tương đương với cao đẳng nghề hay là cao đẳng cộng đồng bây giờ đó. Như vậy thì chúng ta thấy trước 75 ở miền Nam, xét về mặt loại hình đó, thì nó đã có đầy đủ các loại hình từ trường công lập cho tới tư thục lẫn trường đại học cộng đồng. Và đặc biệt là nó có một thứ mà tới giờ này chúng ta vẫn chưa có, đó là đại học của tôn giáo. Phật giáo, rồi Cao Đài, rồi Hòa Hảo đều được lập đại học. Nhưng bây giờ chúng ta thấy rằng là tới giờ này thì các tôn giáo ở Việt Nam vẫn chưa được phép thành lập đại học. Có các cái thí dụ như là học viện công giáo này kia, rồi viện đại học vạn hạnh của Phật giáo, nhưng mà để đào tạo cho giới tu sĩ thôi, chứ không có được tuyển sinh đại trà đào tạo như là các trường không thuộc tôn giáo như trước 75. Trước 75 thì ta tuyển sinh bình thường và tuyển đại học như vậy. Về tuyển sinh đầu vào thì trước năm 75 người ta có hai cái, người ta cũng làm những cái thứ giống như Tây Phương, đó là ghi danh vào đại học chứ không có tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia như là Việt Nam chúng ta bây giờ. Chúng ta thấy trước đây Việt Nam chúng ta là có kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia, và khoảng 4-5 năm trở đây đó, thì mới cho phép tuyển sinh thêm cái hình thức gọi là xét học bạ. Thì trước năm 75 thì các đại học ở miền Nam người ta đã tuyển sinh theo kiểu mở rồi, tức là cứ ghi danh vào đại học, chỉ có những cái trường đặc biệt như là trường y khoa, trường sư phạm thì người ta tổ chức thi và tổ chức các lớp học dự bị, nhưng mà do chính bản thân các trường này tổ chức chứ cũng không có kỳ thi quốc gia nào cả, và cứ ghi danh vào học thôi. Thì chúng ta thấy rằng là bây giờ thì chúng ta mới bắt đầu mở mang cái chuyện gọi là xét học bạ, thì chúng ta mới bắt đầu trở lại cái thời, cái việc mà trước năm 75 đại học ở miền Nam ta đã làm. Và có một điều nữa là ghi danh nhưng mà chất lượng đào tạo thì theo tôi là tốt, bởi vì ngày xưa đó, trước 75 á, tốt nghiệp tú tài 1 là thông thạo sử dụng được một ngoại ngữ, còn tốt nghiệp tú tài 2 đó thì là phải thông thạo một ngoại ngữ và sử dụng được một ngoại ngữ thứ hai. Như vậy là khi sinh viên vào đại học thì họ đã biết hai ngoại ngữ, cho nên là họ đọc các tài liệu bằng tiếng nước ngoài là rất bình thường. Nó khác với bây giờ của chúng ta là chỉ có tiếng Anh mà cũng không biết là có thành thạo hay không, thì chúng ta biết rồi, cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nào tiếng Anh cũng thuộc loại điểm thấp hết. Đó là cái nét thứ hai, đó là về tuyển sinh. Và cái thứ ba là cái mà tới giờ này đại học Việt Nam bây giờ, hệ thống giáo dục Việt Nam bây giờ cũng không làm được, đó là trước năm 75 ở miền Nam thì hiến pháp người ta quy định là nền giáo dục đại học là được tự trị về học vụ, tự trị về tổ chức, không có phụ thuộc vào bộ giáo dục, cũng không có bộ chủ quản của trường đại học, trừ cái trường đại học y khoa là thuộc cái bộ y tế thôi. Có nghĩa là tự chủ ở đây đó là ông viện trưởng và nhà trường tự mình quyết định cái ngành đào tạo, tự mình quyết định cái chương trình đào tạo là học những môn gì, và các giáo sư được tự do biên soạn tài liệu và giảng dạy và chịu trách nhiệm trước trưởng khoa. Tức là bộ không có quy định là các cái khung chương trình khung rồi là phải theo, không, các đại học tự do mà xác lập cái chương trình đào tạo của mình. Thì bây giờ đại học Việt Nam đang nói tới tự chủ mà vẫn chưa được, vẫn có một số trường được tự chủ và đa số là tự chủ về tài chính và tự chủ về mở ngành này kia thôi, nhưng mà vẫn tuân theo một số các cái chương trình khung của bộ quy định. Thí dụ như là bộ quy định là các môn này là phải học ở tất cả các ngành, thì là các đại học Việt Nam bây giờ dù là trường nào đi chăng nữa, ngành gì chăng nữa cũng phải học những môn đó. Tôi lấy ví dụ như cái môn các nguyên lý chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là bắt buộc bộ quy định, nhà nước quy định là phải theo, chứ không có vụ là tự chủ mà bỏ được môn này hay môn kia. Như vậy thì cái gọi là trước 75 là đại học nó đã được tự chủ, mà tức là nó mang tên tự trị, tức là nó còn to hơn cái chữ tự chủ bây giờ nữa. Thì qua cái clip này chúng ta, tôi nói sơ lược thôi, và có cả một cái công trình, một cuốn sách nói về nền giáo dục đại học ở nền giáo dục ở miền Nam trước 75, mọi người có thể tìm đọc. Thì tôi chỉ nói sơ lược để thấy rằng cái nền giáo dục đại học ở miền Nam trước 75 nó đã vận hành một cách gọi là gần như là hoàn chỉnh, và nó đi theo cái xu hướng chung của thế giới, và nó có những cái đặc điểm, nó làm được những cái việc mà đến bây giờ cái nền giáo dục hiện tại bây giờ vẫn còn chưa làm được, đặc biệt là vấn đề về tự trị đại học và tự chủ mà bây giờ chúng ta đang nói nhiều.
Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi, và nếu hữu ích thì like và chia sẻ video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở lần sau.